À, nó là đây, nó là cái đầu xe tải Mac của trong Lightning McQueen đó. Nó cũ rồi nha, tróc tùm lum. Mac đó là hàng thương hiệu Mattel và Disney Pixar của Mỹ. Nó đã không còn cái thùng phía sau, chỉ còn cái đầu phía trước thôi, chỉ chơi tương tác để chạy.